bà con nên theo dõi tin nhanh về thị trường phân bón. Dẫn nguồn từ trang thị trường phân bón.com, hôm nay ngày 27 tháng 9 năm 2023, giá phân bón đi ngang, giao dịch phân bón tại thị trường trong nước trầm lắng do nhu cầu tiêu thụ ở mức thấp. Chi tiết giá cụ thể như sau. Phân ure Cà Mau có giá từ 570.000 đồng đến 630.000 đồng một bao. Phân ure Phú Mỹ có giá từ 570.000 đồng đến 600.000 đồng một bao. Phân ure Bình Điền dao động từ 580.000 đồng đến 630.000 đồng một bao. Phân ure Trung Quốc có giá từ 580.000 đồng đến 620.000 đồng một bao. Phân ure Malaysia hạt đục có giá từ 570.000 đồng đến 620.000 đồng một bao. Giá các loại phân còn lại tiếp tục lặn sóng. Phân DAP Đình Vũ ở mức 750.000 đồng đến 790.000 đồng một bao. Phân DAP Hồng Hà có giá từ 990.000 đồng đến 1.020.000 đồng một bao. Phân DAP Đức Giang vàng 64% dao động từ 720.000 đồng đến 830.000 đồng một bao. Phân DAP Nga đen 64% có giá từ 780.000 đồng đến 820.000 đồng một bao. Phân Kali Miễn Cà Mau dao động từ 620.000 đồng đến 650.000 đồng một bao. Phân Kali Miễn Phú Mỹ dao động từ 830.000 đồng đến 860.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Cà Mau có giá từ 670.000 đồng đến 720.000 đồng một bao. Phân NPK 16-16-8 Phú Mỹ có giá từ 670.000 đồng đến 720.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 bao con cò dao động từ 950.000 đồng đến 1 triệu đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Bình Điền dao động từ 1 triệu đến 1 triệu 100.000 đồng một bao. Phân NPK 20-20-15 Sông Danh có giá từ 1.050.000 đồng đến 1.100.000 đồng một bao. Súp Bê Lân ở mức 220.000 đồng đến 280.000 đồng một bao. Lân Văn Điển có giá từ 250.000 đồng đến 290.000 đồng một bao. Nhìn chung, giá phân bón trong nước không có nhiều biến động. Diễn biến thị trường ure trong nước tiếp tục theo sát thị trường ure thế giới. Mặc dù không phải là cao điểm của mùa vụ trong nước, nhưng giá phân này vẫn tăng theo đà tăng giá của thế giới. Như vậy, theo ghi nhận gần 2 tháng trở lại đây, giá phân bón toàn cầu đã tăng trở lại. Những biến động này có thể tính từ khi Trung Quốc thắt chặt việc xuất khẩu phân ure vào đầu tháng 9 và Nga ngưng ưu đãi giá cho phân bón xuất khẩu sang Ấn Độ. Cùng với đó, Mỹ và Ba Lan cũng mua lượng phân bón kỷ lục từ Nga. Những diễn biến của các thị trường lớn này đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung, đẩy giá phân bón tăng lên nhanh chóng trên toàn thế giới. Theo đà tăng này, dự báo đến vụ đông xuân năm nay, giá ure sẽ còn tăng tiếp. Trước diễn biến khó lường của thị trường ure thế giới, Việt Nam cần cân nhắc kỹ về ổn định thị trường trong nước, đảm bảo nguồn cung trong nước, tránh tình trạng khan hiếm và đẩy giá ure lên mức quá cao. Bà con đăng ký các nền tảng mạng xã hội của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông để cập nhật những thông tin hữu ích về nông nghiệp.